Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với kênh Trần Thảo An Khang, Thảo Audio Bình Dân. Hôm nay Trần Thảo An Khang tiếp tục làm clip này để giới thiệu và test con ly Yamaha CA700 cho quý vị và các bạn chúng ta nghe và thưởng thức chất âm của nó quý vị nhé. Thì cái con đây nè quý vị, con ly Yamaha đẹp dữ lắm quý vị. Em chỉ mới test thôi, còn ngoài ra là chưa có vệ sinh lau chùi gì hết quý vị nha. Đây thì gột này kia ấy, gột thì đã đẹp, mình đã soi nội thất rồi, và giỏ gỗ này kia nọ đâu, con ly này rất là đẹp quý vị nha. Đẹp từ gột trong ngoài tất cả đẹp hết, có clip bà đã quay chi tiết nội thất nó rồi, chưa test. Hôm nay là về tới nhà em đã test con này, nó hát rồi, giờ thì em quay clip để cho chúng ta nghe và thẩm cái chất âm của nó coi chất âm nó thế nào đi ha. Tắt cái lò nhỏ này đi ha, hai quay bass tầm tắt hai, nhưng mà lò này mình chơi theo kiểu lò châu Âu cho nên là công suất nó cũng rất là cần công suất đi nha, rất là mạnh nha. Thì đây, thì đây là phần test, quay trực diện con ly này đi nha. Nhạc thì nguồn nhạc thì từ điện thoại đi nha, mình kết nối Bluetooth qua cái giải mã âm thanh nhỏ nhỏ này nè, đồ Việt Nam Trung Quốc gì đó mình không biết. Rồi thì bây giờ mình hát nhạc nó đi nha. Đó, nhạc nó đã phát qua cái Bluetooth và cái cục này. Cái này thì mình để số 50 đi nha, ngay số 5. Rồi em liền bắt lên ha. Đây, mấy vị các bạn lắng nghe ha. Đây qua nút này mình thấy đi nha, nút audio booting nè. Lúc này nó giảm âm lượng tăng lên rồi. Low net mình không bấm luôn nha, low net là chưa sử dụng luôn. Và lần này vẫn nó phải bass luôn đi nha. Tất cả các chức năng đều hoạt động hết đi nha. Lo này của mình có vấn đề hát nó quấn phập phập, giống như là nó bị chắc là này đã quên thôi. Hát lớn lên đi ha. Con ly này hình thức là nó zin nguyên bản và đẹp, rất đẹp vậy nha. Gột gang còn 7 màu, mặt này không một vết xước không vậy. Đó.
để hình thức và tình trạng nó, và đã test hát ok, mọi chức năng đều hoạt động hoàn hảo. Thì con lưu này, gam ly này, em giao lưu đến quý vị và các bạn với giá là 4.200.000 đồng vì nhé, 4.200 bao phí ship cho vị luôn nhé, bao test hát tốt, bao phí ship, bao phí vận chuyển toàn quốc cho quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn nào thích em nó thì cứ alo cho Trần Thảo Khang đi nha, số điện thoại của em 0902764784 quý vị nha. Rồi đến đây thì em xin tạm dừng video. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã xem clip. Quý vị và các bạn nào đang xem kênh Trần Thảo Khang chưa đăng ký kênh, vui lòng cho Trần Thảo Khang xin một lượt đăng ký để ủng hộ tinh thần cho Trần Thảo Khang xuất bản clip mỗi ngày quý vị nha. Và quý vị và các bạn đăng ký kênh cũng tiện theo dõi các clip Trần Thảo Khang xuất bản mỗi ngày, có video mới và có những cái món hàng mới, giá cả nhiều khi là phải chăng vừa hợp với quý vị, và quý vị theo dõi sớm để có điều kiện chốt sớm nhất quý vị nha. Đến đây thì em xin kết thúc video, một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị, chào tạm biệt quý vị.